Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 14 tháng 10 của báo Hà Tĩnh. Mở đầu bản tin, như thường lệ sẽ là những thông tin chi tiết dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ phía Tây Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 20 đến 30 độ C. Sáng và đêm trời lạnh, một số nơi như Sapa, Lào Cai, Sìn Hồ, Lai Châu, Mù Cang Chải, Yên Bái, nhiệt độ thấp hơn, dao động trong khoảng từ 17 đến 24 độ C, sáng và đêm trời rét. Chuyển sang phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội trời có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày có nơi trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Trung Du và vùng núi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 22 đến 33 độ C. Một số khu vực vùng núi cao, nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ C. Còn với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây có nắng. Còn với các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 23 đến 31 độ C. Qua đến khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 24 đến 32 độ C. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa vài nơi, ngày có nơi có nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 22 đến 31 độ C. Riêng thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, nhiệt độ thấp hơn, dao động trong khoảng từ 18 đến 25 độ C. Còn với khu vực Nam Bộ, trời có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có nơi trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ tại Nam Bộ dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ C. Vừa rồi là tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước. Còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các khu vực ở Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng và ven biển, ngày giảm mây có nắng nhẹ, sáng sớm và đêm có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 24 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trong khoảng từ 82 đến 87%. Chuyển sang khu vực miền núi phía Tây, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây có nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 23 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trong khoảng từ 83 đến 88%. Còn với khu vực thành phố Hà Tĩnh, trời có mây, ngày có nắng nhẹ, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ tại thành phố Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 24 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trong khoảng từ 82 đến 84%. Ở phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong ngày 14 tháng 10.